Cùng với quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Bolivia cho biết chính phủ nước này sẽ sử dụng thuyền để sơ tán người dân sống dọc các con sông, nơi mà cứu trợ không tới được. Chúng tôi quyết định điều hai thuyền lớn tới thị trấn Gundon Villa để sơ tán người dân sống dọc các con sông ở tỉnh Beni. Nước các con sông ở đây đã tràn bờ gây nguy hiểm cho tính mạng người dân. Mưa lũ kéo dài trong những ngày qua đã gây ra tình trạng lụt lội nghiêm trọng tại khu vực đông bắc Bolivia, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thiên tai lũ lụt và sạt lở đất hiện nay chính là Santa Cruz. Song điều đáng lo ngại nhất trong một vài ngày qua lại là khu vực Beni, nơi có nhiều con sông chảy qua. Tính tới thời điểm trưa ngày 5 tháng 2, mưa lớn vẫn tiếp tục, lũ lụt hoành hành gây sạt lở đất ở Beni, khiến hàng trăm hộ gia đình tại đây lâm vào cảnh vô gia cư và hàng ngàn hecta hoa màu bị phá hủy nặng nề. Cơ quan khí tượng thủy văn Bolivia dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài và tiếp diễn cho tới tháng sau, đồng thời ước tính số hộ gia đình phải chịu ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt lên tới gần 40.000 hộ. Theo thống kê mới nhất, đã có hơn 40 người chết trên khắp Bolivia do mưa lớn và hơn 35.000 hộ gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.